Xin chào các bạn đến với kênh Tiếng Chiên TV. Mình đã có những video chia sẻ của các bà con trên mọi miền Tổ quốc về cây bưởi, cây chanh rừng của anh Niu, cây bưởi các loại, và chia sẻ các bạn các cái kinh nghiệm của bà con trồng cây quất. Thì hôm nay mình đưa các bạn đến một cái vườn cam Vinh rất là đẹp, rất là chất lượng, để nhờ tên chị mình là chị Tuyết đúng không? Chị Tuyết là quê ở xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, và mời các bạn xem cái vườn cam Vinh của chị nó đẹp như thế nào và chất lượng ra sao, và chị dùng các kỹ thuật gì và học hỏi của bà con khác để có một vườn cam đẹp như này. Thì mời các bạn theo mình. Vâng, chào chào em, chắc em nhiều tuổi, ít hơn tuổi anh đúng không? Đúng không? Em thì giờ em đứng đây, anh đưa cho đỡ chói mắt cái. Được rồi. Cho anh hỏi về cái cam nhà mình đây là giống cam Vinh à? Dạ, đúng không? Vâng. Ồ, em trồng được lâu năm chưa? Em trồng tất cả được 6 năm rồi. 6 năm à? Dạ, vâng. Thì lúc ấy là cái giống này đấy, em mua chiết cái ghép cành hay là sao? Em mua là ghép ạ. Mua từ đâu em? Em nó mua hộ ạ. À. Vâng. Thế lúc em trồng mất đầu tiên thì cái cây cam Vinh này ra Bắc này, ngoài còn đây thì nó có hợp với cái khí hậu và thử cái chất thổ nhưỡng ở đất nhà mình không? Nó cũng hợp. Đầu tiên là em phải ương ra, sau rồi em mới đánh, em ương thành một luống này, sau rồi em đánh đưa ra ruộng luôn ấy. À, tức là em ương một khu phắc cho cây to hơn đúng không? Vâng. Để cho nó đỡ chột, cho nó khỏe một tí, vâng, đỡ sâu bệnh, xong rồi mình nhân ra. Thì mỗi mét bao nhiêu, cái khoảng cách cây với cây là bao nhiêu mét? Trước bọn em là dòng cũng hơi dày, là 28 một cây, bây giờ theo như bây giờ là dòng thường là tầm 4 mét một cây. À, dạ, cũng ngang bưởi, tức là cũng khá thưa đúng không? Vâng. Cây phát triển tán rất tròn, tán mà rộng đúng không? Vâng. Thì em dòng cây cam này gặp nhiều khó khăn hay nó thế nào? Tức là có gặp thời tiết ấy? Nó đôi khi nó cũng gặp thời tiết như mưa dầm thì phải thường thường phải đánh đậu quả, đậu hoa, nhưng mà bây giờ là nó mưa thời tiết thì không phải đánh. Nhưng mà ra lúc ra hoa đậu quả thì nó gặp thời tiết rét là phải phun đúng không? Dạ, lúc có hoa vẫn phun đúng không? Vâng. Thế tốt quá. Thì em thường thường phun thuốc gì cho bà con chia sẻ với? Thuốc đầu tiên em phải tẩy rửa cây xong rồi em phun ủ mầm hoa. Rồi, anh dừng một phút, anh nghe điện thoại. A Di Đà Phật. Alo. Đúng rồi bác ơi, nhưng mà bác chờ em một lúc, em đang làm cái video ở bên Hải Dương nhé, cho bác gọi cho em nhé. Vâng, đường bờ. Vâng, bác gọi đi. Điện thoại của anh Sơn lúc đấy anh đọc là thiếu mất một số. Em cho công ty họ sẽ gọi lại cho bác mà nhé, người ta sẽ gọi cho bác nhé. Vâng. Không biết rồi, nhưng mà tôi chưa có số công ty. Thế thì em cho số của Sơn thì bác gọi lại nhé. Vâng, vâng. Rồi, bác cho đi. Vâng, được, em đang làm video thì tiếp em xong em gửi cho bác lại nhé. Rồi, vâng. Mất luôn đây được. Cho nó gọi là có. Cho anh hỏi tiếp là lúc ra hoa đậu quả là em thường phun thuốc gì cho cái cây lúc khi ra hoa gặp thời tiết mà sương mai đầu năm rồi là nó khó khăn các thứ? Em phải phun đậu hoa, đậu quả, phun thêm canxi, bo canxi mà. À, cũng giống cây bưởi đúng không? Vâng. Thế còn các cây ngoài phun chống sương mai thì phun gì? Canxi bo thì nó là cây ấy đậu quả thôi. Vâng. Thì phun bệnh như là thuốc gì? Chống vàng lá rồi là. Em dùng thuốc gì? Đại khái nhà em đưa thuốc cho em chẳng biết. Không biết, không nhớ. À, dạ. Rồi. Thế còn trong quá trình mà lúc ra hoa này nó có gặp lúc mà ra đậu quả rồi thì mình giữ quả chống rụng sinh lý, thì em chọn giai đoạn nào để em bón cho cây cam mà nó giữ quả sai này? Em đầu tiên dùng vi sinh. Vi sinh, à. Thế còn các loại phân bón thì em bón thì cho một cây trong một năm? Một năm đầu thì em dùng vi sinh mới bo. Ừ. Còn đâu là mỗi tháng, đại khái mỗi tháng một đợt. Thì lần thứ hai thì cũng tương tự thế, lần thứ ba thì nhà em mổ dùng sang xí lích Đông Sơn. Dạ. Thì em làm cây xí lích Đông Sơn là lâu chưa? Là bắt đầu từ tháng 6. Tháng 6 năm nay. Dạ. Em thấy có hiệu quả không? Em thấy cũng hiệu quả, tại vì nó xanh bóng cây ra mà giữ đến lúc vặt xong rồi quả cây vẫn còn xanh, lá vẫn dày. Tức là dạ bìa bền đúng không? Vâng. Và cái em thấy cái chất lượng của nó ngọt so với mọi năm thế nào? Chất lượng thì cũng ngọt hơn mọi năm, đại khái nó đậm hơn một tí. Cơm tí, với lại nữa còn cái nó cái như là cái kiểu như so có với cây mà mọi năm mình không bón phân đấy, thì mình con năm nay mình dùng xí Đông Sơn thì có thể bón bán được sớm hơn, chín sớm hơn không? Thời gian không? Đại khái thời gian thời tiết bây giờ thì nó rét như mọi năm thôi. Ừ. Nhưng mà thực rét ép đúng không? Rét mà nó sẽ chín chậm hơn cả bưởi, năm nay cũng thế đúng không? Đúng rồi, năm nay thời tiết nó do cả thời tiết rất nhiều đúng không? Đại khái nó theo thời tiết nữa. Thế coi như là nếu như mà cái sản phẩm nó tốt như vậy thì em có nhà em cũng có đại lý đúng không? Ừ. Thì em cũng có nhập về để chia sẻ cho bà con, bà con đỡ phải đi sao? Có nhập chưa? Em có ạ. À, thế tốt quá.
Thế thì thôi quá rồi, thế thì cái sản phẩm tốt theo anh thì cũng nên chia sẻ cho bà con để bà con cũng được mua. Nãy anh đi qua kia có một cái vườn mà bác ấy đang tưới nước ấy, thấy bác cũng dùng rồi, dùng cho cả ổi rồi. Ở dưới này thì ở khu vực dưới Hải Dương này năm nay mà mới năm mấy năm nay thì cái người ta hiểu biết và làm quen với phân bón đấy thì đã có được nhiều chưa? Hay là số nó chưa nhiều? Cái là cũng được nhiều rồi, anh vườn bên cạnh cũng dùng rồi ạ. À, bên cạnh nhà bác này gì, bên bác tiền gì? Anh Đông ạ. À, anh Đông cũng dùng bón cho cam à, hay bón gì? Vâng, bón cho cam ấy ạ. Thì dưới đây anh thấy rất nhiều cái như là hành, tỏi này, hoa này, ổi này. Vâng. Đấy thì họ cũng có đưa vào cho cả cái cây nhà cà rốt ấy. Rất nhiều. Cà rốt ở đây thì nó không chuyên dùng không cà rốt. Về hành ấy. Hành thôi, được rồi. Cà rốt là bên kia là bên gì nhỉ em nhờ? Phương ơi. Cà rốt em mình quay bên kia dùng nhiều bên gì nhỉ? Bên chu đậu Nam Sách. À chu đậu Nam Sách. Còn bên đây là thuộc về thất hùng Kinh Môn Hải Dương nhỉ, thì là chuyên sâu về có cả cam, bưởi cũng có đúng không? Bên này thì nó chuyên sâu về cam và hành. Cam và hành nhiều đúng không? Mấy ổi. Ổi. Thấy đi qua có gia đình mà kia thấy cái vỏ bao không? Anh thấy mà. Đây cái vỏ bao này em cũng dùng đây à? Đây là em dùng sản phẩm này. Em cầm lên cho bà con này. Xem cái. Em cầm cái vỏ bao lên cho đây, bà con xem. Đây. Đây là cái vỏ bao là dùng cho bà con biết nhé. Đây là em cũng bắt đầu thấy tốt là mình nhập về cho bà con dùng luôn. Dạ vâng. À, tốt quá. Đấy, từ ngày Phương đến nó đổi khác. Tốt quá. Thế còn là cái anh cho anh bỏ đi. Em cho anh hỏi là cái cam này mà cái tiêu thụ ở cái đoạn mà khi tiêu thụ mình có gặp nhiều khăn không? Cũng không có gì khó khăn đâu anh ạ, tại vì cái này đã ăn nó là thương hiệu rồi. Biết à, có thương hiệu, nhà mình có thương hiệu đăng ký riêng hay nào chỉ thương hiệu của làng thôi? Bây giờ nó đăng sĩ của xã, đăng ký của xã. Xã. Tức là mình được theo hợp tác xã đúng không? Vâng. À tốt quá. Cái giá có ổn định không em? Giá bây giờ được 40 thôi. À 40 là cao, ngang kém gì cam canh đó nhá, thế là đạt vâng. Nhé. Cam canh giờ được 50. 50 cao hơn 10.000. Vâng. Nhưng mà cái này nó khả năng nó anh nghĩ là nó cây nó khỏe hơn dòng cam canh đúng không? Cây này nó khỏe hơn mà dễ làm hơn là đúng rồi, anh thấy cam canh là nhiều người làm kỹ thuật mà không tốt là sẽ nó hay bị mất mùa hoặc là nó sẽ tuổi thọ nó kém hơn cam vinh này đúng không? Đúng rồi. Thế nó lệch nhau 10.000 nhưng mà nó thích nghi với cái khí hậu hơn đúng không? Thổ nhưỡng hơn. Cái này nó dễ làm hơn. Mỗi một cây, mỗi một cái sào Bắc Bộ như là nhà em thì đạt hiệu quả kinh tế nó khoảng bao nhiêu tạ? Bao nhiêu tấn? Sào, cái năm nay 4 sào em dự đoán chỉ được 5 đến 6 tấn thôi. 5 6 tấn thì là bán ra gọi là 6 tấn là 6 424. Được hơn 200 triệu à, thế cũng khá kinh tế nhỉ. Thế 200 triệu thì là mình 4 sào à? Dạ vâng. 4 sào thì mỗi sào được 60 triệu cao ấy chứ, thấp đâu. Dạ vâng. Nhưng mà mình bán là bán tại nhà luôn hay là mình phải chuyển đi xa hay nào? Dạ không, hay người ta về tận nơi cắt. Người ta đặt, người ta về tận nơi. À, trong đóng hộp, đóng thùng cho họ. Cam này ngọt. Đóng bao cho. Em vừa ăn thử ngọt lắm. À, tuyệt vời. Không, cái gì hay thì theo anh cũng nên chia sẻ cho bà con cộng đồng, ví dụ như phân bón, phun thuốc trừ sâu, ngoài ra các sản phẩm hữu cơ mà tốt em cũng chia sẻ cho bà con. Phân bón, còn em bón thêm phân gà mà tốt em cũng chia sẻ cho bà con. Đây, kênh của anh là kênh phân gà, nếu mà dùng phân gà thì cây sẽ hỏng. Cây cam mà không chịu được nóng quá à? Vâng. Nó tốt quá, nó dợp mất. Nó chỉ dùng vi sinh. Hữu cơ vi sinh. Cây cam này chủ yếu vi sinh là chính. Vâng. Với lại là cái em vừa chọn năm nay được cái xí tiêu sơn vào. Vâng. À thế tốt quá. NPK vẫn phải có đúng không, nhưng mà hàm lượng nhất định. Thì cái hàm lượng ít hơn. Cái hàng silic. Xí tiêu sơn này em cho một vừa rồi em cho là được mấy đợt rồi? Em cho được 2 đợt. À. Vâng, 2 đợt thì cây nó được xanh, năm nay được. Đấy, cây tức là hái quả rồi mà lá vẫn xanh bền đúng không? Vẫn xanh. Đấy các bạn nhìn này, quả rất đẹp mà lá xanh này các bạn này. Rất tuyệt vời luôn. Thì em cho cái số điện thoại để cho bà con ở khu vực gần đây là biết đến mình, để đến nhà cửa hàng của mình tiêu thụ, để vừa tiêu thụ giúp cho gia đình nhà mình này vừa thêm thu nhập này, và bà con cũng được sản phẩm tốt để được mùa hơn, năng suất kinh tế hơn. Em cho điện thoại của gia đình em. 0376757992. Ừ, cảm ơn em nhé. Em chào bà con cái và cảm ơn, chúc mừng năm mới đi em. Để cho bà con sắp sửa Tết rồi. À, cảm ơn em nhé. Vâng, chào anh nhé. Chào em. Và các bạn vừa rồi mình làm một cái phóng sự ngắn mình về cái vườn cam Vinh của nhà em Tuyết ở xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, có một vườn cam Vinh các bạn nhé. Rất là năng suất kinh tế là như theo chị Tuyết chia sẻ thì là 4 sào mà được khoảng tầm 6 tấn, 5-6 tấn khoảng tầm tương đương. Giá bây giờ còn sau cuối vụ nó đắt hơn hay rẻ hơn thì mình không biết, nhưng hiện tại khoảng trên 200 triệu, khá kinh tế. Nếu là so cái bưởi cũng không kém gì mà có khi còn kinh tế hơn. Thì mình làm video này để mình đi khắp mọi miền để chia sẻ các bạn những cái cây giống cũng như là những gia đình có kinh nghiệm sử dụng cái gì. Bởi vì có nhiều bà con cũng trồng cam mà mình nhiều người hỏi và chỉ làm bưởi không à, có nhiều bác đã gọi mình hay là mình sẽ có nhiều video kể cả cây nhãn xong rồi, hay là cây táo mình sẽ quay tất và ổi tất để cho bà con có nhiều cái lựa chọn và nhiều kinh nghiệm của những nhà vườn trên toàn quốc để chúng ta học hỏi lẫn nhau. Mà kinh nghiệm càng có nhiều kinh nghiệm, càng giàu kinh nghiệm thì chúng ta càng rút ngắn thất bại, chúng ta mang lại lợi lạc cho gia đình nhà mình về kinh tế. Cái gì đáng bón, cái gì đáng đầu tư thì ta đầu tư, không có nó sẽ rất dàn trải.
Cảm ơn các bạn nhé. Các bạn thấy hay những ủng kênh như V và những V sẽ trai về thực chất của nó xin chào các bạn. Xin chào em có thể cũng ở dưới khu vực em mà cái phân bón của em có thể chia sẻ số điện thoại cho bà con được. Vâng. Thì em thì cũng là cái người có đại lý đầu anh nguồn đã, đây đúng không? Là đưa cho các em những cái sản phẩm phân bón này. Được rồi. Và các em dùng ở đây anh ạ. Ok. Là rất là tốt cho nên là hôm nay là cũng mời anh về để lan tỏa cho đến bà con. Được, cảm ơn. Em cho số điện thoại mà. Em cho số điện thoại của em cho bà con biết được. Các huyện em là đang ở huyện khác đúng không? Vâng, em ở bên Cẩm Giàng Hải Dương. Cẩm Giàng. Em cho số điện thoại của em. Vâng, em tên là Nguyễn Xuân Phương. Số điện thoại của em là 0788416333. Đấy, thì em là chuyên cung cấp này, cái sản phẩm. Rồi, này các bạn có thể gặp ở Cẩm Giàng Hải Dương thì qua em Phương, mà các bạn qua chỗ bên đây là bên xã Thất Hùng huyện Kim Động nha. Kinh Môn Hải Dương. Tỉnh Hải Dương thì các bạn có thể gặp những sản phẩm mà các gia đình nhà vườn đã đang dùng. Vậy. Hoặc là kinh nghiệm chúng ta chia sẻ qua điện thoại, hoặc là mua cam cho nhau nếu cần thiết và mua bưởi cho nhau. Đó là mục đích của Đức Nhân TV muốn chia sẻ. Vậy. Tất cả là cái cầu nối giữa các doanh nghiệp. Đây, nếu mà bán được sản phẩm tốt và những công ty có thể thu mua hoa quả cho bà con, đó là một cái điều mà Đức Nhân TV muốn truyền tải, giúp cho bà con bán được hàng, không phải là chỉ đến quay những vườn đẹp. Và mình đều xin số điện thoại ở cuối video để có thể các nhà vườn đấy có sản phẩm để bán, hoặc là bán được bưởi, bán được cam, bán được chanh, bán được quýt, bán được nhãn, tất cả loại hoa màu thì càng tốt cho bà con. Mình mục đích của mình là rảnh mình sẽ đi làm các video. Nhà mình diện tích có hạn, trồng cây ăn quả chỉ có hạn, cho nên mình muốn gieo những chủng tử tốt, những cái cây phúc để phát triển cho bà con khắp mọi miền Tổ quốc. Cây phúc sẽ nở lâu dài hơn là cây ăn quả. Cây ăn quả thì cho ra tài chính. Nếu mà ở gần đây thì có thể chia sẻ cái số điện thoại của em đại lý đây đi. Em nợ ở đây. Đây, cái số đây vừa điện thoại đấy của em tích rồi. Em tích rồi. Vâng, tích đấy rồi. Okay, À, một năm mới sắp tới, chính Đức Nhân TV sẽ gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình các bạn trên xin chào các bà con. Bà con nông dân trên toàn quốc. Kênh của anh Đức Nhân. Cảm ơn em. Vâng, em chào. Chúc bà con năm mới gặp nhiều may mắn và mạnh khỏe, hạnh phúc, và được mùa bội thu, được giá các loại cây ăn quả cũng như con vật chăn nuôi. Một nữa xin chào các bạn, cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ ủng hộ kênh như V, đăng ký kênh để theo dõi những video nhiều hơn nữa. Số điện thoại của mình là 0973380995. Các bạn có thể liên lạc với số của mình để gặp những nhà vườn khác có kinh nghiệm, cũng như là vừa rồi có bác xin số điện thoại để mua lọ kia qua kênh của mình thì mình sẽ cho. Đặc biệt Đức Nhân TV không bán một sản phẩm gì từ thuốc, thực vật cũng như các loại cây giống cũng như là các loại phân bón. Đức Nhân TV chỉ là cầu kết nối tất cả mọi nhà nông với những doanh nghiệp, với tất cả những siêu thị có cần thiết thì gõ vào cái đường link của Đức Nhân TV để tìm những sản phẩm, tìm những nhà vườn tốt để kích cầu cho bà con. Đó là một cái điều mà Đức Nhân TV muốn truyền tải và mong muốn làm những điều việc tốt lành hơn, đẹp hơn nữa. Nên xin chào các bạn, cảm ơn các bạn. Xin chào. Tức là em không làm cái rãnh nước để nó để có đỗ chống đỗ ẩm vào mùa hè nó đỡ bị khô đúng không? Đấy, nó đỡ mát cây, đỡ cháy quả đúng không? Xài quá nhỉ. Tất cả đây là được khoảng bao nhiêu gốc? Hơn 200 gốc, tức là 4 sào là đỡ còn vườn khác nữa hay cả một vườn này thôi? Một vườn này thôi, mấy vườn bên kia của anh. Lá vẫn xanh nhỉ? Lá khi chảy quả rồi mà vẫn còn lá xanh đẹp thế này. Ấy. Đều nhỉ? Đẹp mà. Đẹp quá. Thế là vụ tới là bắt đầu mình cũng lại phổ biến cho cái phân xí Đông Sơn vào luôn đầu vụ đúng không? Đúng rồi. Sau khi thu hoạch mình cho, vì nó hiệu quả này thì mình phải cho vào là đúng thôi. Quả đẹp nhỉ? Vàng chín đẹp luôn. Xài thế. Muộn nhưng mà muộn có thức thời, chứ muộn mà bậy bỏ qua nữa thì chết đúng không? Mình còn đưa vào được nó hợp lý quá. Rồi tháng nhuận nó lại rét ép đúng không? Rét ép nó này xài thế nhỉ? Thật tự nhìn này, quả quá xài luôn, chịu cảnh. Quay sướng không? À bên này, vườn bác bảo vườn bác gì cũng dùng rồi đúng không? Vườn này bác của bác gì bác nói chuyện nhỉ? Bác Đông. Bên này bác cam canh đúng không? Vâng, đấy là cam canh. Bác cũng dùng xí Đông Sơn à? Vâng. Anh ấy dùng được một đợt thôi. À, một đợt tức là mới trồng, mới dùng. Mới dùng đợt về sau, tại vì bọn em rắc cái này trước em thấy hiệu quả thì bác biết mua cho anh ấy. À. Thế bắt đầu anh dùng được đợt đấy anh rắc về cam canh. Đẹp thế nhỉ? Vàng ươm nhỉ? Đỏ rực sai thế. Đấy. Thế là Bắc Đông. Vâng. Bắc Đông mới bắt đầu. Bắc Đông. Bắc Đông là cũng dùng rồi. À, hay quá, lan tỏa hay quá. Đấy, cày xài chẽ quả luôn các bạn. Quá kinh tế dòng này cũng kém, còn hơn cả bưởi chứ bán này sướng quá. Thế là mình phải lựa chọn những cây gì thích hợp với từng vùng miền để hợp thổ nhưỡng mà nó hiệu quả rồi thì mình cứ phát triển thôi đúng không? Bây giờ mình chỉ đưa khoa học vào để cho nó càng thành công hơn, và các loại phân bón cũng thuốc từ sâu làm sao càng tốt, càng hiệu quả để đỡ ngộ độc, dễ đỡ ngộ độc môi trường, đỡ ảnh hưởng càng tốt. Và bảo đảm sức khỏe cho bà con nông dân và những người tiêu dùng.
người mình phun hàng ngày đầu tiên là mình sẽ ảnh hưởng rồi. Mình chăm cái tốt là mình ảnh hưởng đầu tiên, sau đấy người tiêu dùng ảnh hưởng thứ hai. Bây giờ mình phải lựa chọn thông minh, cái gì tốt thì mình lan tỏa. Vâng. Dài thế. Nắng này nó càng dọi nắng càng ngọt này. Dạ vâng. Rồi, càng nắng này nó mới ngon, con cam ngon bưởi. Vâng. Mà đất nó khô này, nó kiệt này, nó trắng đất thì quả nó chín nhanh. Vâng. Có tạo mắt cho vụ tới luôn nha. Vâng. Đi mà mới chăm cây cam này là cũng thấy ngắm mặt sướng mắt luôn. Đẹp thế. Vàng ươm ra, sướng thật đấy. Cái đấy vào thì nó tạo độ vàng mã đẹp hơn. Vàng mã hơn, vâng, cuống dai hơn. Vâng, cuống dai hơn mà ít rụng. Ít rụng, độ ngọt cao hơn. Vâng, năm ngoái thì nó rụng nhiều, năm nay rụng sáng này thì cây nó mà năm nay mưa nhiều đấy nhờ. Vâng. Nay mưa nhiều mà nó ít rụng hơn là quá tuyệt vời. Vâng. Cây nó xanh áo vẫn bóng rồi, nhìn sang cái phân đấy thì nó cũng tốt hơn tí. Rồi rồi, em có đưa ngoài cây cam này em có đưa vào các cây khác nữa không? Cây phân bón xịt Đông Sơn ấy. Đưa vào cái cam này em đưa vào được mỗi lần cây táo luôn. À cây táo cho một lần à? Táo thu hoạch chưa? Táo chưa, táo đã Tết à. Vườn táo có gần đây không? Vườn táo thì em cũng gần đây nhưng mà em dầm dòng năm đầu. À chưa nhiều quả hả? Vâng, phải năm thứ hai mới hiệu quả. Rồi rồi. Thế cảm ơn em nhá, cảm ơn anh em nhá. Ui, đồng cam là cam thế. Quá sướng nhỉ. Đấy bán 10.000 cân không chị? Cam mà nhiều cái này thì bán rẻ thôi. Đấy, khán giả này, khán giả cứ trêu chủ nhà này chết thật. Đang vừa bảo 40.000 rồi bán giả 10.000. Không, cam này đúng là có dụng thì nhặt được. Cam cân thế này phải vinh về đây mới đọa được. Ừ. Chứ đừng có nói chuyện thì... thích thế nhỉ. Một vườn cam vinh quá tuyệt đẳng. Không đùa đâu. Quá đẳng cấp luôn mà nói này. Chị bà đi nhặt cam dụng mà chả thấy quả nào dụng. Quá sai, sợ thật đấy. Quá tuyệt vời. Chính là có cây này mà rồng ở cửa chơi Tết cũng đẹp. Về lên chậu. Về lên chậu.